1025 loài Pokemon đã được giới thiệu tính tới thời điểm tôi làm video này. Không thể tránh khỏi chuyện phân hóa rõ ràng độ nhận diện của một số Pokemon. Có đứa thì đi đâu cũng thấy, có đứa thì đào 10 tấc đất kiếm cũng không ra. Thành ra hình dạng mới là cách tốt nhất để thắp lửa lại cho những Pokemon đã ra mắt từ lâu nhưng tiếng tăm lại nguội lạnh. Cho nên, hình thái vùng miền và tiến hóa đồng quy là hai khái niệm được dùng để tạo ra những Pokemon mới có hình dạng vừa giống vừa khác so với những Pokemon cũ. Lúc này người ta sẽ nhớ đến hoặc là để ý hơn tụi hình thái mới này có liên quan gì với những tụi cũ, khiến cho độ nhận diện của cả hai được tăng lên cao. Tuy nhiên theo đó thì một số Pokemon hình thù mới lạ lại có sức mạnh vượt trội hơn và một lần nữa dìm con cũ xuống thêm một bậc. Đôi lúc giờ đây mọi người chỉ nhớ đến hình thái mới chứ con gốc là con nào có nhớ tới hay không cũng không quan tâm nữa. Và những Pokemon hình thái mới nào đã chiếm hết spotlight của con cũ, hãy cùng nhau tìm hiểu trong video lần này. Và đây cũng sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào đang do dự sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà kênh sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nha. Cùng nhau tiến lên cột mốc 100.000 người đăng ký nào. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Mở đầu thì tôi muốn làm rõ hai khái niệm mà Game Freak dùng để xào nấu lại các Pokemon cũ. Đó là hình thái vùng miền và ở trên chính mới nhất là tiến hóa đồng quy. Hình thái vùng miền được giải thích nôm na là khi một loài vật được đưa vào sinh sống ở một môi trường khác biệt. Từ nguồn nước, thức ăn, khí hậu thì tụi này sẽ thay đổi hình dạng, tập tính để thích nghi với sự biến đổi đó. Cũng có thể gọi là một dạng tiến hóa nếu mọi người muốn gọi tên ngắn gọn. Còn tiến hóa đồng quy là một khái niệm được Game Freak sử dụng trong gen chính khi giới thiệu những Pokemon nhìn rất giống một số Pokemon cũ, nhưng thật ra hai loài này lại rất riêng biệt do cùng một điều kiện phát triển tương tự nhau mà hình thành hình dạng cũng giống giống nhau một chút. Ví dụ tôi tìm thấy dễ hiểu nhất cho tiến hóa đồng quy đó là cùng là cánh nhưng của sâu bọ phát triển từ mặt lưng phần ngực khác với cánh của dơi khi đó là chi trước của chúng, hoặc là trường hợp gai của cây hoa hồng và gai của cây hoàng liên. Nếu gai của hoa hồng là biến dạng của tế bào phần thân cây thì gai của cây hoàng liên là biến dạng từ lá của nó. Hai loại hình thái này không được gộp chung là một, nhưng về cơ bản đều là làm mới lại những Pokemon cũ thành một Pokemon mới, chỉ có sinh học là khác nhau mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ đi qua tiến hóa đồng quy trước vì số lượng Pokemon còn khá ít, nhưng không phải là không có phiên bản nào tốt hơn. Trong đó thì Toxcruel là một hình dạng mới, hoặc có thể nói là một Pokemon hoàn toàn mới, có vẻ ngoài nhìn dễ nhầm lẫn với Tentacruel. Bản Kanto là một con sứa, còn bản của Palkia là một cái nấm mèo. Nên tụi nó đều có phần đầu to như cây dù giống nhau, nhưng chức năng lại hoàn toàn khác. Cũng thấy sáng tạo phết đó ha. Tuy nhiên thì cả hai đều có thói quen là dùng xúc tu quấn con mồi, nhưng một bên là tiêm độc cho tới chết, một bên còn lại thì hút dinh dưỡng cho tới chết. Để mà nói cái khiến cho tôi nghĩ Toxcruel sẽ chiếm spotlight của Tentacruel sẽ là khả năng ru ngủ đối phương trong các trận đấu Pokemon ngày nay. Do nó là một loài nấm nên đương nhiên nó học được một chiêu ru ngủ nổi tiếng mà bất cứ loài nấm nào cũng có thể học được, đó chính là Spore. Và nếu để ý, vì là chiêu ru ngủ khống chế cực mạnh nên phải có một điểm yếu cho những Pokemon học được chiêu này là tốc độ rất thấp. Đúng là nấm sao mà chạy nhanh được. Nhưng Toxcruel là một ngoại lệ. Đây là loài nấm có tốc độ cao nhất trong tất cả các loài nấm được tìm thấy cho đến ngày nay, với tốc độ là 100. Như vậy chẳng phải nó là đứa có tốc độ ru ngủ nhanh nhất hay sao? Đương nhiên là không có chuyện lỗi game như vậy. Đặc tính độc quyền Mycelium Mind khiến cho các đòn hiệu ứng của nó luôn đi cuối cùng. Bù lại thì nó sẽ bỏ qua toàn bộ đặc tính của đối thủ, dù cho đặc tính đó kháng trạng thái ngủ hay là trạng thái xấu đi chăng nữa. Nhưng lúc đầu thì tôi nghĩ ủa tốc độ cao vậy thì cũng như không thôi. Nhưng khi vào đánh nhau thì có một combo rất là tà đạo, đó chính là cho Weezing đi chung với lại Toxcruel. Weezing thì có đặc tính xóa bỏ tất cả các đặc tính ở trên sân, kể cả là của đồng minh. Lúc này thì nó sẽ xóa luôn đặc tính Mycelium Mind của Toxcruel, khiến cho con nấm mèo này được gỡ bỏ phong ấn, ru ngủ bất chấp mọi kẻ thù, trừ mấy con Pokemon hệ cỏ làm miễn nhiễm chiêu này ra, còn những đứa khác có tốc độ thua nó là ngủ ngay tức khắc. Bên cạnh đó thì chỉ số của nó cũng y chang Tentacruel vùng Kanto vậy đó. Thành ra để mà hạ được nó thì chỉ có mấy chiêu hệ băng là dứt điểm được nó mà thôi, chứ còn lại thì chắc cũng phải để nó ru ngủ thêm một hiệp nữa thì mới chịu. Do đó về khả năng khống chế thì con sứa vùng Kanto phải nói là thua con nấm này nhiều bậc. Tiến hóa đồng quy thì ngoài Toxcruel ra vẫn có ấm trà xanh Sinistra cùng với lại Poltergeist là hai hình dạng có sức mạnh nổi bật. Tuy nhiên thì cả hai con bản cũ bản mới đều có vai trò sức mạnh khác nhau nên không thể nói là bản cũ tốt hơn bản mới được. Gia đình của Wigglet và Ticklet cũng là dạng tiến hóa đồng quy, nhưng mà tôi thấy dạng cũ cũng không tốt hơn dạng mới là bao. Do đó trong cái mảng Pokemon tiến hóa đồng quy thì chỉ có Toxcruel là nổi bật hơn cái dạng cũ của nó mà thôi. Và giờ đây thì chúng ta sẽ qua những Pokemon dạng vùng miền với phiên bản mới đa năng hơn bản cũ rất nhiều. Chúng ta sẽ đi qua từng gen trước ha. Ở gen 1 thì đã có quá nhiều hình dạng vùng miền. Ta có mấy cặp đôi nổi bật có thể nêu tên là Raichu, Alolan Raichu, Ninetales hay là Alolan Ninetales, Weezing
Galarian Weezing. Tôi cho là ba cặp này không quá chênh lệch nhau về mặt sức mạnh ở cả bản cũ và bản mới, nên sẽ không nêu tên ở đây. Còn những con còn lại thì cũng không có sự phân hóa rõ ràng, nó đều tệ hết hoặc là đều tốt hết. Mà sự chú ý của tôi đầu tiên là sẽ nghiêng về hình dạng của Golem và Alolan Golem. Golem vùng Kanto thật ra là một Pokemon tôi khá thích về thiết kế. Chắc kiểu tôi cũng thích mấy cái nào tròn tròn á, kiểu vậy. Tuy nhiên thì sức mạnh của nó thật sự không được nổi bật cho lắm. Song hệ đá và đất có quá nhiều điểm yếu, yếu thế trước 6 hệ và trong đó thì bị nhân 4 sát thương bởi cỏ và nước. Hai hệ quá phổ biến rồi. Nói chung là song hệ này như một lời nguyền cho Pokemon vậy đó. Cộng với cái thủ đặc biệt chỉ có 65 điểm thì ối dời ôi luôn. Không một ai an tâm mà đem con rùa đá này đi vô trận hết. Qua tới dạng mới vùng Alola thì giờ đây nó đã có một song hệ mới là đá và điện, giảm bớt được điểm yếu khi giờ đây chỉ còn sợ có 4 hệ. Tuy nhiên thì trong đó đã bị hệ đất ngân 4 sát thương. Theo tôi đánh giá thì sự tiến bộ này có, nhưng không đáng kể. Và cũng không phải là lý do chính tôi đánh giá nó cao hơn bản gốc, mà lý do nằm ở việc nó có đặc tính độc quyền mới là Galvanize, mạ điện. Đặc tính này có khả năng biến tất cả các chiêu thức hệ thường thành hệ điện, sau đó tăng thêm 20% sát thương cho chiêu thức đó, chưa kể stab 50% cộng dồn vào. Thế là Golem vùng Alola đã được sử dụng như là một quả bom cảm tử khi các nhà huấn luyện cho nó sử dụng chiêu phát nổ Explosion. Tính sơ sơ chiêu này có sát thương là 250, là sát thương cực kỳ khủng khiếp rồi đó. Nếu được mã thành hệ điện bởi đặc tính sẽ cộng thêm 20% sát thương, xong là cộng dồn thêm 50% stab hệ điện nữa. Lúc này thì công vật lý 120 của nó mới có cơ hội tỏa sáng nè. Dù cho đòn này sẽ khiến cho Pokemon ngủm ngay lập tức, nhưng cũng thật khó để cả hai đối thủ bên kia có thể trụ sân nổi, trừ khi bên kia là hệ đất, chứ còn lại thì chỉ có chết tới bị thương thôi. Cho nên ít ra thì Golem vùng Alola cũng có thể trở thành một quả bom hạt nhân đúng nghĩa khi mới vào trận, thay vì là một con rùa đá mỏng manh sợ nước sợ cỏ như là Golem vùng Kanto. Và trong thế hệ 1, ta cũng phải nói đến sự chênh lệch giữa Mất vùng Kanto và Mất vùng Alola. Thật ra bản gốc mang hệ độc của Mất cũng không có quá yếu, nhưng cũng không có quá mạnh. Nó chống chịu được khá tốt, nhưng chiêu thức của nó thì lại nghèo nàn về chiêu hệ độc mảng vật lý và cả những chiêu tấn công khác. Đã vậy còn có những Pokemon hệ độc khác học được mấy chiêu này và làm tốt hơn nó nữa. Tốc độ nhanh hơn, đánh đau hơn chẳng hạn. Đặc tính của nó cũng không có gì nổi trội ngoài Poison Touch có 30% khả năng khiến cho đối thủ bị trúng độc. Tuy nhiên thì sự bình bình của Mất vùng Kanto lại được thay đổi khi nó chuyển qua sống ở vùng Alola. Cơ thể của tụi này trở nên ô nhiễm hơn, nhưng lại có một thay đổi cực kỳ cần thiết, đó chính là tụi nó mang thêm hệ bóng tối trong người. Toàn bộ những chiêu thức của bản gốc thì không có sự thay đổi gì quá đáng kể, nhưng chính những chiêu cũ đó mà qua Mất vùng Alola lại là một câu chuyện khác. Song hệ này khiến cho nó chỉ còn lo sợ trước một hệ duy nhất, đó là hệ đất. Nhờ đó mà khả năng chống chịu của tụi này tự nhiên là được nâng tầm. Giờ thì nó chỉ sợ duy nhất một hệ và miễn nhiễm hệ tấn công mạnh như là hệ siêu linh luôn. Bên cạnh đó thì mang thêm stab hệ bóng tối trong người, nên chiêu Knock Off giờ đây là được tăng thêm 50% sát thương. Chưa hết thì cái điểm sáng không thể nào bỏ qua của nó là vì nó có quá ít điểm yếu như vậy, thành ra nó là đứa an toàn nhất để sử dụng cái chiến thuật vô cùng chó đẻ, đó là tăng độ né tránh bằng chiêu Minimize. Cũng có một vài con học được chiêu này, nhưng Mất vùng Alola là đứa khả thi nhất vì sinh lực và chống chịu của nó cũng có y chang bản gốc mà. Nhưng nhỉnh hơn cái là nó chỉ sợ có một hệ và cũng mang trong mình hệ bóng tối, nên nó sẽ không bị mấy con hỗ trợ có đặc tính Prankster quấy rầy công cuộc setup chỉ số né tránh của nó. Bên cạnh nó thì nó còn có một đặc tính độc quyền, đó chính là Power of Alchemy. Cái đống chất thải gì đó mà nó có đặc tính sức mạnh của thuật giả kim, nó sẽ sao chép được đặc tính của Pokemon đồng minh khi tụi nó bị đánh bại. Do đó có rất nhiều chiến thuật trong đấu đôi và rất nhiều Pokemon có thể đồng hành cùng Mất Alola để tạo ra những cách chơi độc đáo. Hạ gục được Mất thì hỗ trợ của mình sẽ quấy rầy và setup thành công. Nhưng nếu hạ gục được hỗ trợ của mình thì Mất sẽ copy chỉ số của Pokemon hỗ trợ và gây ức chế bằng khả năng né tránh. Tương tự nếu như Mất đi chung với những đồng đội có đặc tính tấn công. Thành ra để mà nói thì dù cho có hình dạng khó ngắm hơn Mất vùng Kanto, nhưng sức mạnh và độ hữu dụng của nó thì ôi thôi rồi. Đây là phiên bản làm lại vô cùng thành công, chứ không có như bản làm lại Gen 4 năm nào đâu ha. Qua tới những Pokemon Gen 2 thì ta có một cặp tương đương nhau về sức mạnh là Weavile và Sneasler. Thực ra tôi thấy Sneasler nhỉnh hơn Weavile một tẹo. Tuy nhiên thì việc trên là sức mạnh và độ hữu dụng cũng không quá lớn, nên tôi sẽ không nói ở đây. Mà tôi sẽ đặc biệt chú ý đến hình thái vùng miền của Corsola và Galarian Corsola. Corsola bản Johto với tôi ngoài cái thiết kế khá đẹp ra thì về sức mạnh nó cũng như là làm đầy Pokédex mà thôi, chứ không hề hữu dụng trong mảng nào cả. Dù là tấn công, phòng thủ hay là hỗ trợ, chỉ số và đặc tính của nó cũng quá bình thường. Nhưng Corsola vùng Gala dù cho nó có u ám hơn, nhưng ít ra nó có thêm được một dạng tiến hóa khiến cho cả cấp 1 và cấp 2 đều hữu dụng trong chiến đấu hết. Sức mạnh của cấp 1 thì tôi đã nói kỹ hơn về video các Pokemon rất mạnh nếu không tiến hóa rồi, các bạn có thể xem kỹ hơn bên đó ha. Ở đây thì ta có thể hiểu chỉ số con mới y chang con cũ, nhưng vì nó có cấp tiến hóa
nên nó có thể sử dụng được trang bị Eviolite để tăng thêm 50% khả năng chống chịu ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt. Lúc này thì độ cứng cáp của nó không thua mấy con huyền thoại là bao. Cộng với các chiêu thức hồi máu quấy rầy là Strength Sharp, Willow Whips, Disable, Icy Wind, Haze thì nó đúng là một bản nâng cấp premium cho hình dạng Corsola cũ trước đó. Giới thiệu một phát là người ta đem bắt nó đi đánh nhau liền chứ không có ghẻ lạnh như là con cũ nữa. Còn dạng tiến hóa mới của nó, Corsola thì thiên về tấn công hơn, với công đặc biệt và thủ đặc biệt, lần lượt là 145 và 130. Không cần biết thì con này trưởng phép là thấy đau bà cố nội rồi đó. Chỉ có điều là thủ vật lý của nó có 50 điểm mà thôi. Nên nếu dính một đòn tấn công ưu tiên thì cũng hơi mệt mệt cho nó. Thành ra tốt nhất vẫn là cho nó ở trong Trick Room để tận dụng được tốc độ chỉ có 30 làm lợi thế. Nếu mà có thế hệ nào nó đi chung với lại hươu cao cổ Ferrigraf thì khả năng tấn công của nó cũng sẽ là một thế lực đáng sợ đó. Còn giờ thì ngày đó chưa tới, thành ra cấp 1 chống chịu vẫn tốt hơn và được ưu chuộng hơn. Cũng ở Gen 2 thì Canoc Quillfish đã có cho mình một người họ hàng xa, Salaxalar mấy trăm năm trước. Đó chính là Quillfish vùng Hisui cùng với cấp tiến hóa mới là Overquill. Đương nhiên có hình dạng vùng miền mới lại còn có thể tiến hóa là một điểm cộng quá lớn rồi so với dạng cũ rồi. Nhưng hình dạng tiến hóa Overquill cũng mang trong mình khả năng chiến đấu đè bẹp dạng cũ luôn. Chắc ta cũng không cần nói nhiều về sức mạnh của vùng Kanto đâu ha. Có gì đâu mà nói. Nhưng Quillfish vùng Hisui có song hệ giống với lại mất Alola trước đó là độc và bóng tối. Nhờ vậy mà Pokemon này chỉ yếu thế trước duy nhất mỗi hệ đất mà thôi. Đặc tính thì nó có cả Intimidate và Swift Swim, là hai đặc tính đều hữu dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Intimidate thì quá nổi tiếng với khả năng khống chế mấy con Pokemon theo hướng vật lý rồi. Swift Swim là đặc tính gấp đôi tốc độ cho Pokemon khi nó ở trong trời mưa. Mà khác với mức Alola, Overquill lại có thể sử dụng được chiêu hệ nước tấn công vật lý rất mạnh là Liquidation để tấn công ngược lại các tụi Pokemon hệ đất. Nếu nó ở trong trời mưa thì ngay lập tức tốc độ của nó sẽ được nhân đôi. Chiêu hệ nước như là Liquidation sẽ được tăng thêm 50% sức mạnh khi ở trong trời mưa nữa. Lúc này thì mấy con Pokemon hệ đất có tốc độ thấp ngược lại sẽ rất khó sống nếu gặp Overquill. À tôi quên là nó còn có chiêu thức ưu tiên là Aqua Jet nữa. Chưa kể là nó có thêm chiêu độc quyền là Barrage với sức mạnh là 60, có hiệu ứng là 50% khả năng khiến đối thủ bị trúng độc. Và khi đối thủ bị trúng độc thì sát thương chiêu này sẽ được tăng gấp đôi thành 120. Do đó về mảng tấn công thì Overquill có thể dư sức tiễn đối thủ lên đường nếu ở trong thời tiết thuận lợi. Thành ra nó khiến cho dạng Kanto hít khói là đủ hiểu thôi. Qua Gen 3 và Gen 4 thì cũng không có hình dạng nào quá nổi trội. Chúng ta sẽ qua thẳng Gen 5 luôn. Ở Gen 5 thì gia đình nhà Darmanitan, Yamask hay là Braviary tôi sẽ không nói đến trong video này vì tụi nó không chênh lệch về sức mạnh của nhau quá lớn. Dù đúng là một số hình dạng mới có hơi nhỉnh xíu thôi, nhưng cũng không đáng kể. Mà tôi muốn chúng ta để ý đầu tiên là về gia đình nhà Samurott. Để đánh giá thì Samurott vùng Unova không có gì nổi bật cả. Nó không muốn nói nó là starter hệ nước chán đời nhất. Đặc tính ẩn Shell Armor của nó là một đặc tính phòng thủ nên cũng không bổ trợ gì cho chỉ số của nó cả, khi chỉ có tác dụng bảo vệ Pokemon khỏi các đòn tấn công chí mạng. Dù cho chỉ số nổi bật của nó là 108 điểm tấn công đặc biệt, nhưng bộ chiêu thức và chiêu độc quyền hồi mới ra mắt của nó lại là chiêu tấn công vật lý. Lạc quẻ như vậy nên là không ai muốn xài Samurott vùng Unova cả. Nhưng trước đó 200 năm ở vùng Hisui thì Samurott lại có một hình dạng hoàn toàn khác, mang song hệ nước và bóng tối. Chỉ số của nó cũng có thay đổi nhỏ, nhưng cần thiết đó chính là công vật lý lúc này là 108 điểm, cùng với một đặc tính tấn công vô cùng khủng bố là Sharpness, tăng 50% sát thương cho các chiêu thức dạng chém. Rồi nhìn qua bộ chiêu thức của nó thì ủa dồi ôi luôn, chiêu Razor Shell ngày nào đã được nâng lên một tầm cao mới với sức mạnh được tăng từ 75 lên 113, rồi thêm hiệu ứng 50% khả năng giảm một bậc thủ vật lý của đối phương, khiến cho đây đích thực là chiêu chí tử của nó nè. Nếu chúng ta không chọn Razor Shell vì chỉ có 95% tỷ lệ trúng, không an tâm lắm, thì ta có thể cho nó học Aqua Cutter, cũng là một chiêu thức dạng chém nên được tăng sức mạnh lên thành 105 nè. Hệ bóng tối của nó thì có chiêu dạng chém là Night Slash để tận dụng được 50% stab và 50% sát thương cộng dồn từ đặc tính luôn. Rồi đó là còn chưa nhắc đến chiêu độc quyền hệ bóng tối của nó là Ceaseless Edge, cũng là dạng chém nên nó sẽ tăng lên thành 98 điểm, thêm hiệu ứng là rải 7 gai sau mỗi lần đánh nữa. Thật sự là không thứ nào chịu nổi. Và chưa xong thì nó còn có một chiêu chém siêu mạnh của hệ giác đấu mà rất ít con có thể học được là Thánh Kiếm Sacred Sword. Sức mạnh lúc này là 135 và bỏ qua mọi chỉ số được gia tăng của đối thủ. Nếu thấy chưa đủ thì nó còn có thêm hai chiêu ưu tiên của hệ này nữa là Aqua Jet và Sucker Punch. Ngoài lượng chiêu thức tấn công đồ sộ, phần lớn mấy chiêu này đều là tấn công vật lý, mảng mà Samurott vùng Unova không thể nào phát huy tốt được. Cho nên Samurott vùng Hisui như là một phiên bản giác vàng đính kim cương thêm cho gia đình này vậy đó. Không hiểu sao mà hình dạng này mạnh vậy mà tuyệt chủng, còn cái hình dạng hiện tại cả lớp phất phơ thì lại tồn tại đến ngày nay cũng hay đó chứ. Một trường hợp nữa trong Gen 5 mà ta phải bàn đến là Lilligant vùng Unova so với Lilligant vùng Hisui, như là hai chân trời khác biệt vậy đó.
Lilligan vùng Unova có đơn hệ là cỏ. Về chỉ số cơ bản thì nó theo hướng tấn công đặc biệt, với đặc tính là Chlorophyll, tăng gấp đôi tốc độ trong trời nắng. Nhưng vấn đề là dù cho nó tấn công cao hơn Venusaur hay tốc độ nhỉnh hơn thì nó cũng không được sử dụng quá nhiều như là các Pokemon có cùng đặc tính. Một phần lớn đến từ bể chiêu thức của nó quá nghèo nàn về mảng tấn công. Đơn hệ cỏ khiến cho nó chỉ học được các chiêu tấn công hệ cỏ mà thôi. Lòi ra được chắc thêm chiêu Alluring Voice hệ tiên và Pollen Puff hệ bọ. Khá là khó cho việc tấn công và bao phủ hệ của nó. Nếu mà nó học được chiêu Earth Power thì có lẽ tương lai đã tươi sáng hơn chút rồi. Cho nên khi nhìn qua phiên bản hướng ngoại hơn của loài này là Lilligan vùng Hisui, thì ta có thể thấy hình dạng này được phân bố chỉ số công vật lý và tốc độ đều bằng 105. Giờ đây thì nó có đặc tính Chlorophyll luôn. Và một thay đổi vô cùng lớn đó chính là thêm hệ giác đấu trong người. Tuy sẽ khiến cho nó bị yếu thế trước 5 hệ khác và thêm bị nhân 4 sát thương bởi hệ bay, nhưng chống chịu chưa bao giờ là điểm sáng của tụi này, nên có thêm điểm yếu nữa thì cũng không thành vấn đề. Cái mà các nhà huấn luyện quan tâm là khả năng tấn công bao phủ hệ. Khi tận dụng được tốc độ cao có sẵn đi cùng với đặc tính, nó sẽ có thể làm được gì? Đương nhiên là có hệ giác đấu trong người thì khả năng bao phủ hệ của nó là lên đỉnh của chớp rồi đó. Hệ giác đấu thì còn lại gì nữa? Các bạn có thể xem qua về top những Pokemon hệ giác đấu tốt nhất để có thể hiểu hơn về hệ giác đấu ha. Giờ đây thì Lilligan vùng Hisui, ngoài các chiêu hệ cỏ vốn có, nó còn có thể học được một đống chiêu tấn công vật lý đủ mạnh của các hệ khác nhau như là Close Combat, Ice Spinner, Poison Jab cùng với Triple Axel, khiến cho độ cơ động của Lilligan được tối ưu hơn. Nếu muốn hỗ trợ thì cũng không thành vấn đề, vì nó có thể ru ngủ bằng Sleep Powder, tăng một bậc công vật lý và thủ vật lý cho đồng minh bằng Coaching, hay là quấy rối đối thủ bằng chiêu Encore. Ngoài ra thì nó còn một chiêu setup độc quyền nữa là Victory Dance, sẽ tăng một bậc công vật lý, thủ vật lý và tốc độ cho Pokemon. Đây như là một phiên bản của Quiver Dance mảng vật lý gì đó. Nhiều đó thì cũng không khó hiểu vì sao người người nhà nhà lại ưu tiên sử dụng hình dáng tăng động này hơn so với lại Lilligan vùng Unova rồi hen. Và ở trong thế hệ 6 thì có hai loại duy nhất là có hình thái vùng miền, đó chính là Avalok và Gudra. Đương nhiên thì tôi sẽ chọn Gudra là Pokemon có phiên bản mới đè bẹp bản cũ rồi. Còn Avalok thì phiên bản nào của nó cũng chìm nghiễm với nhau hết, khéo bản mới còn thua bản cũ nữa đó. Về Gudra là một trong số 10 á thần và là con duy nhất có hình dạng vùng miền cho đến hiện tại. Đương nhiên Gudra vùng Kalos thế hệ 6 có trong mình một bộ chỉ số rất cao, nhưng không phải cứ chỉ số cao là tốt. Gudra bản gốc dù cho thủ đặc biệt rất cao là 150, nhưng khả năng tấn công thì ở mức khá, còn thủ vật lý thì rất thọt, cho nên nó theo hướng nào cũng không ổn hết. Nếu theo hướng tấn công thì nó khó mà dứt điểm được đối thủ, nếu theo hướng phòng thủ thì nó lại bị đè cái thủ vật lý ra mà đánh. Thành ra nếu xem video về á thần mạnh nhất của tôi thì cũng biết đối với tôi Gudra ở vùng Kalos yếu cỡ nào rồi ha. Nhưng rồi cục diện trở nên tươi sáng hơn khi mà Hisuian Gudra được giới thiệu, mang theo một lớp vỏ sò to lớn sau lưng, cho nên loài này lại có thêm hệ thép trong người. Song hệ rồng thép khiến cho nó chỉ bị gấp đôi sát thương bởi hai hệ là đất và chất đấu. Chỉ số thủ vật lý bây giờ đây được cải thiện hơn là từ 70 lên 100, đi kèm với việc giữ nguyên chỉ số thủ đặc biệt là 150, khiến nó giờ đây có đủ điều kiện trở thành một bức tường cứng chắc hơn. Lại thêm chiêu độc quyền là Shelter sẽ tăng hai bậc thủ vật lý cho Pokemon sử dụng. Đi kèm với chiêu gây sát thương bằng thủ vật lý là Body Press sẽ khiến cho nó vừa có thể trụ sân tốt, cũng lại vừa có thể tấn công với khả năng bao phủ hệ khả quan hơn. Ngoài ra thì nhờ việc trụ sân tốt mà nó còn có thể hỗ trợ đồng đội tốt hơn như là hồi máu cho cả hai bằng Life Steal, giảm một bậc công vật lý của đối thủ bằng Breaking Swipe, hay là vừa tấn công vừa hạ hai bậc thủ đặc biệt của đối phương xuống và Acid Spray. Những chiêu mà bản gốc cũng có nhưng mà vì quá mỏng manh nên không thể nào xài được. Nếu muốn bảo vệ Hisuian Gudra tốt hơn, cũng có thể cho nó xài đặc tính Shell Armor để bảo vệ Pokemon khỏi dính như đòn chí mạng, hoặc là cho nó đặc tính Sharpshooter để miễn nhiễm các chiêu hệ cỏ và tăng một bậc công vật lý khi tiếp xúc với mấy chiêu hệ cỏ này. Lúc này thì nó sẽ không thể nào bị ru ngủ và sẽ tự tin hơn trong công cuộc hỗ trợ của mình. Nên là từ ngày xuất hiện Hisuian Gudra thì phiên bản cũ của nó cũng không còn được chú ý nhiều nữa, mà trước đây cũng đâu được chú ý đâu. Dù cho tôi có thích thiết kế của tụi nó cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chịu vậy. Còn lại thế hệ 7 thì chỉ có mỗi Decidueye là có hình dạng vùng miền thôi, cơ mà tôi cũng không thấy sức mạnh nó quá cách biệt nên là không để tên ở đây vậy. Nhưng đó tất cả chỉ là theo góc nhìn của tôi mà thôi. Còn lại thì các bạn thì có hình dạng mới nào tốt hơn bản cũ mà tôi không kể tên trong đây hay không, hãy cho tôi biết vào phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì bye bye.